Tiên kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 33 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 81%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa nhỏ, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 32 độ C, độ ẩm 89%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm 87%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 33 độ C, độ ẩm 82%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa nhỏ, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 33 độ C, Độ ẩm 86%. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0.95 đến 1m. Sau đây là thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2023 do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức diễn ra tối ngày 22 tháng 11 tại di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc tử Giám. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Mahabazat Hamau Anbazat, đại diện Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhiều quốc gia. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhắc nhở về truyền thống nhân văn, nhân ái của dân tộc ta và khẳng định đó là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, giúp nước ta vượt qua muôn vàng khó khăn. Đáng chú ý, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những cây ATM gạo, chợ không đồng, suất cơm miễn phí, những đồng tiền tiết kiệm của cụ già, em nhỏ được gom góp cùng hàng ngàn nghĩa cử cao đẹp mãi in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Với các cấp hội chữ thập đỏ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự của Hội Hồng thập tự, nay là Hội chữ thập đỏ Việt Nam, dặn dò những người làm công tác chữ thập đỏ phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ. Thấm nhuần lời dạy của Người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã thực hiện tốt sứ mệnh trợ giúp nhân đạo, kịp thời hỗ trợ về nhiều mặt cho người dân cộng đồng khó khăn các hoạt động hỗ trợ ngày càng đa dạng, nguồn lực hỗ trợ ngày càng tăng. Năm 2022 vừa qua, theo báo cáo của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tổng giá trị hoạt động của toàn hội đạt hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó có 2,7 triệu xuất quà dành tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vui xuân đón Tết với giá trị gần 1.045 tỷ đồng. Đó là những minh chứng rõ nét để thấy rằng Hoạt động của hội chữ thập đỏ đã góp phần xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời kém may mắn, kịp thời hỗ trợ người dân vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, vượt qua cơn hỏa hoạn. Đây là dịp hội chữ thập đỏ Việt Nam chính thức khởi động phong trào Tết Nhân Ái Giáp Thình năm 2024, thông qua chiến dịch 77 ngày đông đầy nhân ái. Phong trào được tổ chức trên quy mô rộng nhằm chuẩn bị 1,2 triệu xuất quà để chăm lo cho người có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đáng cổ truyền quý vị thân mến bản tin thời tiết hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại